Tôi đã nói với anh rồi đó. Tôi thích em. Tôi biết em có bạn trai. Cô biết tôi nên dừng lại. Nhưng tôi phải làm sao thì em mới có thể? Muộn quá rồi à? Hay là dù không muộn thì cũng không phải là tôi? Không được. Tình huống thế này dễ xảy ra sai sót lắm. Đàn anh say rồi. Đừng làm gì thất lễ, mau về đi. Tôi không làm gì thất lễ. Sao bỗng dưng tim mình bây giờ nghe máy mà nghe thấy giọng, iQIYI, strange name, amazing shows.